ly mày mới có 2 ly rưỡi mày. Trời quá. Ai nhậu tiếp. Rót rót. Dạ bẩm mấy ông. Dạ mấy ông ơi, trời đất ơi, nhà tôi con đông quá trời, 9 năm 10 đứa con mà tôi mới sanh còn non ngày tháng nữa mấy ông. Trời ơi đói khát quá trời. Dạ bẩm mấy ông cho tôi xin vài vài dạ lúa. Dạ thôi em. Khổ quá đi mấy ông ơi, trời ơi con tôi đói khát. Thôi em, khổ cái gì, lúa ruộng không đông, đập lúa đập sông, đào hầm chôn lúa tại nhà mà ăn đói. Trời trời cái đó nó quá. Trời ơi nó thành trọng đây. Thôi thôi dẹp dẹp. Đây nè, bây giờ mấy người muốn chống phải không? Dạ đâu có trời. Dạ không dám. Dạ tôi nói cho mấy ông mấy bà biết nè, ai muốn chống lại á thì xem thằng Luân kia mà làm. Trời ơi mấy ông ơi, trời ơi mấy ông tàn nhẫn như nó quá. Trời ơi, thằng Luân nó hiền lành như vậy mà các ông đánh đập nó tàn nhẫn quá mà. Hiền, hiền hả? Ai muốn kiếm cái hiền á thì nhào vô đó mà kiếm. Trời ơi Luân ơi. Thôi thôi đi về đi, đi. Luân ơi. Tao bảo đi. Đói quá rồi Luân ơi. Đói quá rồi Luân ơi. Đi. Bà mẹ đó làm mất hứng hết trơn hết trọi, đang nhậu nhẹt lộn xộn. Thôi bà ơi, mình làm tiếp không? Ờ. Bắt đầu không? Bây giờ tôi đẻ cái làm lại, tôi làm trước nè. Rồi. Đi một làm. Vô. Ê, búa. Hả? Thằng bẫy thép nó tới kìa. Ừ. Đồ trôi sông lạc chợ, ở đâu vô, ông chủ thương tình đem nó về đây, nó lên mà lầm lì lì. Tao thấy tao ưa không nổi mày ơi. Ông ưa sao nổi mày ưa? Cái thứ ơ đỡ mày bày đặt lên mặt làm thầy đời thiên hạ. Cái thứ đó hả? Nó chịu tôi một đứa là nó hốt xương rồi. Ủa? Ừ? Để tao làm bàn, mày cho nó một bài học cho nó biết đời nha bố. Chơi liền, chơi liền. Để tao. Ê. Nhậu chơi. Ê, bẫy thép. Lại đây nhậu chơi mày, làm gì mà đứng buồn quá vậy mày? Cảm ơn các bạn, tôi không biết nhậu đâu. Ông Vương ơi, nó biết nhậu, chắc nó biết ở đợ không chứ gì. Ê, bẫy thép, mày nói sao? Mày không biết nhậu hả? Được rồi, mày không biết nhậu á thì bữa nay tao cho mày biết luôn. Biết luôn á ông Vương. Tao nói tao không biết nhậu mà mày cho tao biết là biết cái gì hả? Búa, nó nói cái giọng du côn rừng của nó kìa búa. Chứ còn gì nữa ông Vương. Cầm lại. Ê, tao không cầm rồi sao hả mày? Tao không cầm rồi sao hả mày? Sao rồi sao hả? Đồ chó săn biết xấu. Ê, ông chửi cho mày. Ê, khoan búa, đừng gấp mày. Trời ơi, mình là tay anh chị bự, đánh là phải có dĩ có dạc đàng hoàng. Để tao làm trọng tài, tao đếm 1, 2, 3 là đánh biết chưa? Nói chơi qua lại rồi bây giờ mới đánh nhau thật à? Ê mày, đánh với nhau đâu có nói chơi mày. Nói thiệt không à? Nói thiệt. Nói thiệt tức là đánh thiệt chứ gì? Tất nhiên. Mà đánh thiệt là đau ha. Đau thì không được quyền la nghe. Ông Vương ơi, người lớn như tụi mình đánh nhau nó sợ la. Ê bẫy thép, tao nói cho mày biết nha mày, bữa nay nè, dù có 5, 7 ông tổ nghiệp của mày ở trên núi Sập, núi Tà Lơn hoặc núi ông Cấm gì xuống đây nè để cứu mày, mày cũng không kịp nữa nè mày. 2, 3 đánh. Ê bẫy thép, mày ngon lắm hả mày? Mày ngon lắm hả mày? Có sao không bố? Có sao không? Chưa sao, nhưng mà hơi đau. Trời ơi chết rồi. Kêu tụi nó tiếp. Tụi bay đâu? Ê, tụi bay tiếp. Vô. Vô. Vô.
Đau rồi hả? Dạ. Thế nào mày? Đau hả? Dạ đau. Mũi mày sao? Dạ mũi em xin chị dâu. Biết rồi chưa? Dạ biết rồi. Biết rồi sao mày? Dạ biết rồi. Xin bái phục sư tổ. Nghe tao nói. Dạ. Từ đây trở lên không được ỷ mạnh hiếp yếu nữa nghe chưa? Dạ. Còn nếu tụi bay muốn trả thù trả quán gì tao á, cứ kéo nhau lên núi sập mà tìm tao. Dạ em không dám đâu. Tao không ở nữa. Dạ. Nói lại địa chương ân. Tao đi. Dạ. Biết chưa? Dạ dạ biết rồi. Dạ. Phương. Tại ông đó. Tại mày. Ông xưa tôi đánh nó, bây giờ nó đá tôi mua nghỉ cái xương giống rồi nè. À mẹ mày hăng lắm. Bây giờ mày nói thường tao. Tại ông đó. Tại mày. Tại ông đó. Cái gì mà tụi bay cho anh như bò rống vậy? Dạ bẩm ông chủ, dạ thằng bảy thép nó hết nói rồi ông ơi. Tôi với thằng búa bài tiệc đãi cho nó nhậu. Nó nhậu cho đã rồi nó kiếm chuyện nó đụng hai túi trời ơi. Dạ đưa ông chủ. Căng cái mồm tụi bay đi. Dạ đưa. Mẹ nó, hư bọt cái đường hết trơn rồi. Nói đâu rồi? Dạ nó đi về núi sập rồi. Dạ nó về núi sập rồi ông chủ. Dạ nó đi rồi nó còn nhắn lại nữa. Dạ. Xuống như núi sập tìm nó. Trời đất ơi, mắt tối mày rồi. Phương ơi, mày có biết tao có bao nhiêu chưa hả? Em đã nói về đây để tìm chân tình, mà tụi mày cứ rằng đi tìm mọi điều chăm chọc. Nói mà đi luôn á, mày cũng phải tầm thay. Dạ. Dạ con đã hiểu rồi, nhưng tại nó ông ơi, cái thằng gì đâu á mà nó ngang ngạnh còn hơn là cua nữa. Dạ thưa ông chủ, nói ông thương nên xem cái bọn này rẻ mạt, nó mới nổi cùng nổi điên chẳng có thèm kể đến ai. Dạ thưa ông chủ. Nói ảo. Dạ nói nó còn nhắn lại. Tao còn lại tánh nết tụi bay nữa. Thằng bảy thép đi tao mướn nó ở năm ở tháng, nhưng tao xem nó người thân ở trong nhà, vì nó trung thành dám chết với tao, lại biết nghề giỏi giỏi, được ở trong điền này ma quỷ không phải khiếp quay, đủ sức ăn thua với mấy thằng chủ điền lân cận. Tao nuôi nó là có chỗ xài quan trọng sau này. Nó đi lâu máu rồi? Dạ thưa ông chủ, nó mới đi đó. Dạ nó mới đi đó thôi. Mới đi à? Dạ. Được, hai thằng mày đi tìm nó về cho tao. Dạ nhưng mà thưa ông chủ, em mới đánh lộn với nó mà. Mở đi. Dạ. Dạ. Đi. Dạ. Lôi thôi là bỏ là mạng biết chưa? Dạ. Dạ. Dạ bẩm ông chủ. Hai người tìm tôi cái chuyện gì? Dạ. Dạ bẩm ông chủ, chúng tôi đến đây xin thưa với ông chủ là vợ thằng Luân, vợ thằng Luân nó đau nhiều lắm đó ông chủ. Vợ Luân đau nhiều lắm. Kệ nó. Có ăn nhậu gì đến tôi đâu mà cho hay. Dạ. Dạ bẩm với ông chủ, vợ thằng Luân nó đau mà nó đi kiếm thuốc cho vợ nó hồi hôm tới giờ, nghe nói nó ăn trộm giết người phải không? Dạ đâu có ông chủ. Nó kìa. Trời ơi Luân. Ông Năm, bà Hai, bộ mấy người muốn liên lụy với kẻ sát nhân đâu phải không? Kẻ trốn sâu lậu thuế, kẻ ăn giật lúa ruộng của tôi phải trừng trị cho đáng tội. Trời ơi, các người lấy đó mà răn mình. Thôi đi, đi về đi. Trời ơi Luân ơi. Luân. Dạ. À, thế nào? Dạ bảo ông chủ, thằng bảy thép nó về tới. À, vậy à? Ô kìa, chú Bảy. Chú Bảy mới về chú Bảy. Dạ. À, vuốt giận nha chú Bảy. Không có tôi ở đây nên hai thằng nó làm hư bọt hư đường hết trơn. Chú gì tôi bỏ qua cho nó nghe chú Bảy. Không có chi ông chủ. Phương, Búa. Dạ. Hai thằng bay xin lỗi thằng Bảy thép trước mặt tao cho nó vui dạ coi nào. Dạ thưa. À, không sao, để nó xin lỗi chú Bảy mà. Dạ. Đó, thấy không? Thái độ chú Bảy như thế đó mà tụi bay nói là chú Bảy. Dạ. À, chú cho tôi xin lỗi nha chú Bảy. Búa. Dạ. Đưa chú Bảy về nhà chờ tao. Mời ông. Chào ông. Mẹ,
mới chuộng cũ dông mà. Phương, bộ mày giận tao hả? Nói thì nói cho nó mát lòng mát dạ như vậy đó, chứ mọi việc ở trong đèn này không tin mày thì tao còn tin ai? Ha, vậy hả ông chủ? Vậy mà con hiểu lầm ông chủ. Con tưởng xài người như là xài cây, mày xử khéo một chút á thì đã dám chết với mày. Mày hiểu chưa? Dạ con hiểu. Mày xem thằng Luân nó chết chưa mày? Cũng gần chết rồi. Nhờ ông đánh cho nó một cây vào cổ cúc, con nện thêm mấy chục cây trà là nữa. Đóng trăng một ngày một đêm, mũi mồng ở xứ mình nội nó cắn không cũng đủ chết nữa. Càng tốt. Chà, chà gã kia tao không tè đâu hết phải. Nó phải chết để làm gương cho cái đám tá điền mất dạy. Tao tìm cách phá tan nát gia đình của nó. Vợ con của nó phải trả món nợ này, mày hiểu chưa? Dạ hiểu. Phương. Dạ. Một lát nữa mày lôi cái xác nó bỏ ngoài ruộng á, rồi về nhà gặp tao. Dạ. Luân, khỏe hả mày? Sao nằm em ru hả? Tao nè, đánh đi, đánh đi. Đồ. Từ đây sắp tới bỏ cái thói cứng đầu nghe chưa? Mình ơi, gần một ngày một đêm em trông ngồi trông, ai chào rau ai than thuốc cho mỗi ngàn trăm chuyện bất bình cứ dồn dập lên đầu những người nghèo đói. Anh không thể nào sống nổi, anh ngậm hờn nuốt xoay, xuống suối vàng cam quất nguyền mang. Nhưng chị thương cho em còn ở lại dương gian. Mình ơi, mình em. Bở đẻ chủ ngăn, bở tuần khốn kiếp, tao phải Lương ơi, anh Lương ơi, Lương, anh Lương. Mình kìa, Thí Mai ơi, từ sáng giờ Thí Mai có thấy anh Lương có cháu đâu không Thí Mai? Hồi chiều tao thấy nó đóng trăng thằng Lương ở chỗ này nè con. Tìm nó coi. Trời. Ơ, thằng Lương nè con ơi. Anh Lương. Lương. Anh Lương. Trời ơi. Lương ơi. Ráng tỉnh lại đi con. Con à. Lương. Anh Lương. Ráng tỉnh lại đi anh. Mình em. Mình. Anh Lương. Mình ơi. Rồi. Nó tỉnh rồi con ơi. Thì mày. Con. Mình à. Còn ở dạ. Đây nó nói nha con. Dạ. Chạy đi cương ba năm đem nói gì nha con. Trời ơi Luân, nhanh nhanh đi Thím Hai. Mình. Anh Luân, ta sao ra đến nông nỗi này? Mình ơi, anh tưởng không còn gặp lại em lần cuối. Không, anh ơi, anh đừng nói vậy. Anh ráng tỉnh lại đi. Em sẽ đưa anh về. Mình về nhà mình, nghe anh. Muộn rồi, Minh ơi. Không, anh Luân, anh đừng nói vậy, em sợ lắm. Rồi anh có bề nào thì em sống với ai đây? Trời ơi, em sống với ai đây? Mình ơi, chắc anh không thể nào sống nổi. Em ráng ở lại nuôi con, dạy cho nó biết thù mà trả nghe Minh ơi. Mở đẻ chủ nhân, mở tuần khảo phương khốn kiếp, chúng mày phải chết. Anh Lương.
anh mãn nguyện lắm rồi mình ơi. Lương, nhớ lời anh dặn. Không anh ơi, đừng nói vậy. Dạy con nó biết thù mà trả nghe Minh ơi. Anh Lương, bớ địa chủ ngân. Lương ơi, bớ tuần khảo vương khốn kiếp. Anh Lương, chúng mày phải chết. Anh Lương, anh Lương, anh Lương, anh Lương. Trời, thằng Lương nó chết rồi. Lương. Cháu đã hết, cháu chỉ còn mong cái chết cho nhẹ nhàng. Nhưng còn con, còn lời anh Luân dặn Minh, cháu hãy ráng gặt thảm giảm sầu, chịu đựng nuôi con, nhớ thù mà trả nghe con. Thêm hai, cháu cũng biết vậy, nhưng mà ai có muốn chi cái cảnh này. Bây giờ cháu có buồn, có khổ thì cũng không sao hơn được. Minh à. Dạ. Phải chi bữa đó nó đừng. Thêm hai, phải chi bữa đó cháu không có đau thì anh Luân đâu có ra nông nổi phải không? Không thế. Phải vậy đâu Minh. Thằng Ngân á, nó định bắt đi về để làm cái này cái nọ cho thỏ giả chó trâu của nó để trừ nợ. Và răng bọn tá điền này nè, ai mà chống nó thì cả nhà phải nát tan như vậy đó con. Trời ơi, thiệt là khốn nạn mà. Minh, Thím với chú Năm định đem con về Tân Lộc nội đêm nay. Đi đi liền trong đêm nay hả Thím? Anh đi mượn xuồng rồi. Nhưng con của cháu đang đau thì làm sao mà đi được Thím ơi? Mày nói rồi tao mới nhớ. Có gói thuốc bàn này nè con, cho nó uống đỡ đi nghe con. Anh Lương, Minh, đừng có bệnh rịnh làm gì nữa con. Sắp xếp đồ đạc nhanh đi. Thím đi lo xuồng rồi trở lại ngay nghe con. Dạ, cố gắng lên con. Con hãy ngủ cho ngoan, để mẹ ra thăm mộ cha con lần chốn. Bắt đứa nhỏ đi đâu đó mày?
Tao dâng lên ông chủ, bắt đứa nhỏ đem về cho ông chủ. Trao đứa bé lại cho tao. Mày thép, bộ mày muốn chết hả mày? Tôi đã biết trước mà tính vẫn không kịp. Bọn này bắt thằng nhỏ có duyên cớ gì? Hả? Anh ba, có tìm ra dấu vết gì không hả anh? Dì, ba anh chú, có tìm ra con của cháu không hả chú? Tôi theo dấu đến địa lãng láng chai rồi. Rồi sao rồi chú sao? Ba? Rồi mất dấu luôn. Trời ơi, Minh, tỉnh lại đi con. Thôi rồi. Đừng có bỏ mẹ nghe con. Trời ơi, con tôi mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Mẹ nó thương nó mà nó bỏ đi rồi. Con ơi, Minh, tỉnh lại đi Minh. Con từ đâu tỉnh lại đi Minh à. Kìa, nó kìa, con. Minh, tỉnh lại đi Minh. Đứa nhỏ con Minh mất tung tích luôn rồi à? Dạ, mất tung tích luôn. Mẹ tổ cha nó nuôi ông tay áo mà. Dạ, xin ông đừng có bận tâm. Không chống thì chày, mình cũng tìm được thôi. Mày bảo tao đừng có bận tâm. Mọi chuyện trong gia đình này thằng Bảy Thép nó biết hết rồi. 5 năm, 10 năm, hậu quả sẽ không có lường được. Việc rắn là phải trừ cho hết nọc, việc cây là phải chặt cho hết rồi. Tao tìm cách nào giết luôn thằng Bảy Thép. Phải bữa đó mà ông giao cho con là xong chuyện rồi. Giao cho mày à? Mày với thằng Ba Búa cũng là đồ ăn hại. Một đứa con nít, hai ba tay anh chị bự, một thằng tuần khảo chánh mà cũng làm không xong. Tại sao? Sao mày không bóp cổ nó? Mày không bẻ đầu nó? Bộ mày câm rồi à? Nói thì nói vách, làm không ra cái đám gì cả. Có nào đó không bay? Dạ. Rượu thịt. Dạ. Phương. Dạ, ông kêu con. Thôi mày về đi. Phương à. Dạ. Nói tôi nói vậy, lại đây uống với tao vài chung rượu rồi về mày. Dạ, bẩm ông chủ, giờ bữa nay con chóng mặt quá, giờ xin cứu, giờ bữa nào con mới uống được. Phương à. Dạ. Mày thấy Minh nó có khùng thiệt không Phương? Trời ơi, nó là bộ chứ khùng điên gì ông ơi. Chồng thì mới chết, đứa con thì mới bị mất tích, nó làm cái mặt tính bơ coi sao được ông? Có lẽ. Tiên. Dạ.
cô Minh có bớt khùng chưa con? Dạ thưa ông chủ, con thấy cô Minh lúc này khi thăng khi giáng. Khi thăng khi giáng có nghĩa là sao? Dạ có nghĩa là lúc tỉnh lúc mê đó ông chủ. Ông chủ ơi, con thấy cô Minh á, cô tội nghiệp quá hà. Tao có đại sắc gì đâu mà tội nghiệp. Mày khéo lo xa không. Nè, con vào trong dẫn cô Minh ra đây cho ông dạy việc. Nhớ sửa soạn cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Ông chủ ơi, lỡ như con Minh nó khùng thiệt là sao ông chủ? Mày lo xa quá. Tao chỉ gần gũi giây lát thôi, chứ ăn đời ở kiếp gì đâu mày sợ khùng với khỉu. Con biết rồi, con biết rồi. Cũng như mấy bà hồi đó mà ông biểu có vậy. Đừng có nói bậy bạ nghe. Dạ, uống rượu, uống thêm đi em. Dạ, dạ cảm ơn ông chủ. À Phương à. Dạ. À, tao thấy mày mệt rồi đó à Phương. Dạ, ngồi vào phòng nghỉ đi em. Dạ chưa. Chưa. Dạ. Ừ. Uống thêm nữa đi em. Dạ cảm ơn chủ. Dạ. Dạ rót ly này hơi đầy chút em chủ. À thôi Phương à, anh thấy em mệt rồi đó, vào phòng anh nghỉ đi em. Dạ. Dạ mệt. Dạ. À, Phương. Có sao không Phương? À. Dạ không sao. Ông chủ ơi. Cái gì? Cái cửa đâu ông chủ? Nói chưa sai mà không biết cái cửa ở đâu. Nè, đó, đi đi. Đi đi em. Dạ. Đó, đó. Dạ. À, đi nha. Rồi, rồi mày cũng đi đi chứ. Dạ. Cô Minh, ngồi đi cô Minh. Dạ. Có chuyện gì đó mày? Dạ, dạ bẩm ông chủ, có mấy ông quan tây trên tỉnh xuống, đang ở nhà ông cả năm á, để bàn những chuyện đất đai của ông chủ. Tổ mẹ nè, hết ngày nó xuống rồi à? Mà nó xuống lâu mau rồi. Dạ chắc không lâu đâu ông chủ ơi. Vậy con còn nghe họ bàn những chuyện gì lẻ lẻ nó xuống miệt năm căn nữa. À được rồi, mày về đi, tao đánh liền. Dạ ông chủ chưa đi liền hả ông chủ? Thì tao bảo mày đi trước. Dạ. Em mình chờ anh chút xíu nghe cưng. Dạ thưa ông chủ. Dạ lẹ lẹ ông chủ ơi. Nhà ma, nhà ma đồng quỷ đây rồi. Anh đâu, con đâu, anh Lương? Ủa, không phải nhà của ta đây mà. Nhà của ta sao, sao không có bàn thờ? Bàn thờ ta nhớ, ta đặt ở chỗ này đi nè. Mà ta đâu có quen với ai đâu để mà ta thờ. Ta đâu có quen. À, có chứ, anh Lương nè. Nhưng mà anh ấy đi về trời rồi mà. Anh Lương, anh Lương. À, mà không, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Nơi à này phải chăng đây là nhà của kẻ thù? Tại sao ta đến nơi đây? Ta đến đây với ai? Ai, ai đưa ta vào đây? Tại sao ta vào nơi đây? Lương con. Anh ơi con ơi, anh ai về đây nghe em nói chuyện này? Tại sao anh cứ đi hoài để ở nhà em buồn? Anh Luân, anh Luân nhớ chăng em chuyện ngày xưa ta biết nhau? Ơi mối tình sóng gió ba đào, tình ta luôn có bên nhau. Đói no khổ cực đâu làm ta nung
xứ lạ xa xôi, hay kẻ lạc loài, thuyền mơ tắt bến ra khơi, bên mong biển rộng nhưng bờ yêu cũng đến nơi. Anh ơi, có nhiều đêm em trăng trở gọi tên anh về trong trí nhớ, và có những buổi chiều băng khoăng nhìn nàng mây trôi như triệu nắng, cánh chim côi về muộn cuối neo chân trời. Bến mộng bờ yêu ai quá chặt mong chờ, ngày tiền anh đi thành dĩ dàng, em tựa cửa chờ lại hoa đã giống đời dặn anh rồi trắng cùng âm u, gió than thở gió buồn hơn năm. Em chẳng biết hỏi ai ngày mấy lượt cho vừa lòng cho với niềm thương nhớ. Con ôi nín đi con, nín đi con. Đầu khen trời mưa ướt lá trầu xanh, ướt em chịu chớ ướt anh em buồn. Ôi nín đi con, nín đi con. Cha con đang dầm mưa cây lúa trên đồng, hoa kêu nam đau nữ phòng, người dân khác họ sao đem lòng mẹ nhớ thương. Anh ơi phải chi mình là chức nữ ngưu lang, mỗi năm có được một lần thôi. Em sẽ dắt con ra cầu thì nín đi con, nín đi con. Không, không, mày không phải là con của tao, mày không phải là con của tao. Đi hết đi, đi hết đi, tao không cần ai nữa hết, tao không cần ai nữa hết. Tao sợ lắm rồi, tao sợ lắm rồi. Mình anh là Luân đây nè Minh. Không nhận ra anh sao? Anh Luân. Anh Luân đây. Anh Luân ơi. Anh có thương em không? Thương thương lắm chứ. Làm sao không thương nữa. Anh thương em vậy, anh cho em hôn anh một miếng. Đây đây đây. Mẹ đây em cứ không thoải mái đi mà. Đây đây đây. Cắn cổ! Đi đâu rồi? Cắn cổ tao! Tiếp cứu mẹ ông nội của tao! Chủ! Chủ! Con chủ nó lầu eo! Con chủ nó lầu eo! Mình! Anh là em! Mình! Mày! Hả? Mày! Hả? Chính mày! Cái gì? Mày! Mày đã giết chồng tao. Ai giết hồi nào đâu bà nội? Mày bắt con tao. Ai bắt hồi nào? Tao phải giết mày. Hả? Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Trời.
dùng đất này quả là chiếc nôi của Việt Cộng. Đất thép lại sanh ra những người dân cứng đầu. Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng, hình như ở đây có bàn tay của Việt Cộng. Ông lại dùng cái từ hết sức là mơ hồ. Hình như, lại cứ hình như. Vậy thì hình như trong Dinh Độc Lập của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng có Việt Cộng à? Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng. Không, ta không cần ông dạ bẩm nữa. Lúc này ta không cần ông nịnh nữa, mà cần thực thi thật hữu hiệu kế hoạch Bình Định kia. Tại sao các ông không bảo rằng các ông đã mắc lưới Việt Cộng? Nó đang làm bất lực cái đám CA điềm trị. Nó đã làm mờ các cái đầu ngu xuẩn của các ông. Nó đã làm căm hận xuống của một tiểu đoàn đặc nhiệm. Ngay cả chiếc áo phó chi công an của ông được cải trang trong lớp xã trưởng cũng bị Việt Cộng dạch lưng rồi. Việt Cộng đã đẩy các ông đến chân tường. Thức chưa hay còn ngủ? Thế nào? Dạ, bẩm thiếu tá quân trưởng, thực tình ở đây có một chi bộ Việt Cộng đang hoạt động mạnh. Không, không, không phải chỉ có một chi bộ Việt Cộng, mà cả dân chúng và binh sĩ đang chống lại ta. Các ông đang bị bao vây, và các ông đang ngồi trên núi lửa. Xứ của tôi mà, chỉ có tôi là địa chủ ngân mới hiểu nổi họ. Người dân ở đây ai cũng có một cuộc đời đáng sợ. Báo cáo thiếu tá. Nói đi. Có ngài cố vấn Vini cần gặp thiếu tá trên tri khu để bàn việc gấp. Điện cho ông ta chờ tôi 10 phút. Rõ. Ông Cát. Dạ. Cuộc họp quân sự hôm nay tôi trao quyền lại cho đại quý Hoàng Anh phổ biến. Mọi kế hoạch tôi đã chỉ thị tỉ mỉ với ông ta rồi. Như thế thì ông vui vẻ làm theo ý của tôi. Dạ. Báo cáo thiếu tá. Các đối tượng ta mời về hồi sáng, để ở đây hay là giải về chi khu? Ông nên hỏi ý kiến của đại quý Hoàng Anh. Lại cũng hỏi ý kiến của Hoàng Anh. Nè ông Cát, ông đừng có những vướng bận hẹp hòi đó. Ta còn những việc làm lớn hơn, phải không ông Cát? Ông nhớ, kỳ này ta tung lực lượng ra để thăm dò phản ứng của đối phương. Vấn đề này tôi cho là không quan trọng, mà mục đích thăm dò thái độ thiện chí của đại quý Hoàng Anh. Bởi vì lời nói và hành động của ông ta có những chỗ ta cần phải thẩm tra lại. Tôi đã điện cho người xuống giúp ta về việc này. Có lẽ vài giờ nữa họ sẽ đến. Họ sẽ liên hệ với ông. Nè, nên thận trọng và bí mật nha. Rõ. Còn vấn đề bà Năm Ngọc, tôi đã nộp hồ sơ cho họ rồi. Tôi đi đây. Dạ, chào đại quý. Mẹ, tình hình hổm ra lộn xộn quá. Ông Cát, cơ sở công an của ta dâm vào nông thôn được bao nhiêu? Đưa bộ sổ tôi xem. Dạ. Tuổi này nè, ông đem còng đầu lại hết đi. Báo cáo xước để lãnh lương. Ông xây dựng mật báo để đếm đầu phải không? Lần nào đi vào nông thôn cũng bị du kích khỉa vài thằng. Về hẳn đâu? Dạ. Qua non cảnh sát Phương và ông thiếu úy Lâm chờ tôi qua thỉnh phải không? Dạ. Báo cáo đại quý, có hai ông tới. Chào đại quý. Vào làm việc thôi. Ông Lâm, đưa bản đồ hành quân tôi xem. Hồ sơ của ai mà nhiều quá vậy ông Cát? Của mấy người mới mời hồi sáng đó. Ai với ai đó? Dạ, bà Năm Ngọc, ông Năm Bỉnh, ông Ba Sao và... Hả? Có phải bà Năm Ngọc là bà già quả hận đâu phải không? Dạ phải. Trời ơi, bà Năm Ngọc là Việt Cộng mà. Nếu ở đây bà Năm Ngọc là Việt Cộng thì không ai là không Việt Cộng. Thật là các ông nói một đường làm một ngã. Lo chiến tranh trong họng tuyên truyền, sôi bọt mồm quảng cáo rùm beng. Nào độc lập tự do bác ái công bằng, đi dí đi lùa ảo bom tốn đạn. Ông tính của dân ở đây còn được bao nhiêu người? Nay các ông bắt, mai các ông mời, mời lên mời xuống, ông trời cũng dòng luôn. Có phải miệng nói một đường rồi tự tay mình đó giả miệng mình phải không? Họ ở đây trong tầm tay của ta, muốn bắn muốn giết giờ nào không được.
Bây giờ ông ra thả hết họ đi. Dạ, báo cáo đại quý. Chuyện gì? Có một đoàn biểu tình chừng 70-80 người đòi thả những người bị bắt hồi sáng ra. Ông Cát, ông thấy chưa? Thấy chưa? Ra thả hết họ rồi xin lỗi với người ta. Chúng à? Dạ. Ra khám thả hết những người bị bắt hồi sáng ra. Nhanh lên đây. Dạ. Nè ông Lâm. Dạ. Các chấm đỏ trong bản đồ làm dấu, ông cho pháo binh hoạt động mạnh vào, từ 500 đến 1000 thử xem sao. Báo cáo lại coi đạn dược thế nào. Dạ, số đạn đó thì được, nhưng có điều đáng ngại sợ hết đạn dự phòng. Núi mai gặp chuyện ra rất bất thường thì không có cách nào chi viện cho bộ binh. Ồ, tôi đã liên hệ về tiểu khu chi viện, ông cứ tấp nập cho tôi theo số lượng. Còn ông Cát, hãy móc nối điểm chỉ lên sở bàn liên hệ với phi cơ, ông dẫn một cánh quân tấp nập đánh bất ngờ. Còn ngày giờ tôi sẽ phổ biến sau. Alo thôi, chịu trách nhiệm hoàn toàn, sai hợp đồng là tự sát trước đi. Sao, các ông thấy thế nào? Đồng ý. Đây, mời các ông xem mật lệnh. Còn ông Phương, hãy nghe tôi dặn, dẫn một cánh quân đánh bọc hậu sau lưng. Đây, ông phải quyết tâm giết cho bằng được các tay súng của du kích quân ở Cập Lung Môn. Dạ, sẵn sàng xin tuân lệnh ông, nhưng còn ngại hợp đồng với lực lượng của pháo binh. Nãy giờ ông có nghe không? Pháo binh thì lo chi viện. Cái trận địa bên đây nè vừa có kham, còn chi đến ông? Có 2-3 tổ du kích quen mà đánh tới đến lui hoài không thắng. Cứ pháo binh yểm trợ, pháo binh yểm trợ. Dạ bị tụi pháo binh nhè trên lưng của tụi này mà nên chạy thấy mẹ. Tại các ông dốt nên kêu không đúng tọa độ. Tại các ông cố ý chứ làm sao mà kêu sai được. 1-2 lần nói còn dễ nghe. Nè, đàn ông này đã mấy ông này chứ, ông ơi. Tụi này. Thôi, cầm hết đi. Giỏi quá. Kìa má, má bị mời hồi nào? Má bị mời hồi sáng này nè con. Dạ, xin lỗi dì Năm. Dạ, xin lỗi các ông các bà. Tôi bận hành quân mới về, không biết nên nên ai muốn bắt thì bắt, bắt đại bắt càng. Tụi tôi như con cá nằm ở trên thớt. Các ông muốn khứa dày, khứa mỏng gì tùy ý, hà tất gì mời tới mời lui. Ấp chiến lược kiểu mẫu này đẹp quá ha. Thôi về đi mấy cha mấy mẹ, đừng có được nước mà làm tới nữa chứ, bắn bể đầu hết bây giờ. Phương, muốn gì? Phương. Dạ, xin cảm phiền các cụ. Dạ mời các ông các bà về. Thôi má, về đi má. Về đi ông Năm. Trời ơi, không muốn làm loạn hết rồi. Sao, ổn chưa? Dạ chưa. Đồng lắm chứ 70-80 đâu. Vậy mà nãy giờ các ông cấm ở đẳng à. Tất cả theo tôi. Rõ. Dạ. Dạ, báo cáo đại quý. Dạ, thưa đại quý. Ủa, đi đâu vắng hết trơn rồi. Bây giờ đi vắng hết trơn rồi, vắng chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm. Mình tập sáng tác chơi. Được rồi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tim anh ướp lệ để lâu thành dòi. Mà nghe kỳ quá, làm lại. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Tim anh ướp lệ để lâu chắc nó sình. Dạ, chào đại quý. Ca cái gì lảm nhảm vậy mày? Dạ, thưa đại quý, em tập sáng tác. Sáng tác à? Dạ. Nhưng mà hồi nãy mày lụi ở đâu? Không làm ơn dùm ra sáng tác cái đoàn biểu tình để dùm tao. Dân ở đây vô phương trị. Dạ, thưa đại quý. Đại quý còn trị không nổi thì em sáng tác làm sao kham? Thôi mày. Dạ. Ta bảo thôi. Dạ, nhưng thưa đại quý, có ông thần của đại quý đến. Hả? Tía tao đến à? Dạ. Ở đâu? Dạ, đang đợi ngoài cổng á. Ngoài cổng hả? Dạ. Nè,
Dạ. Mày ra ngoài mời vô giùm tao nha. Dạ dạ. Đi nhanh đi. Dạ. Em ơi nếu mong không thành thì à, nè, sao nè. Dạ. Mày sẵn đó ghé quán đó mua một ít đồ nhậu và một lít rượu đế thật ngon đem vào đây nha. Dạ tuân lệnh. Dạ thưa đại quý, có ông thân của đại quý đến, em đã đưa vào. À. Dạ mời bác ạ. Kìa tía. Trời ơi trời tía. Khỏe không? Dạ khỏe. À, tía khỏe không? Khỏe. Dạ. Rồi làm sao tía biết con ở đây mà tía đi tìm? Coi con ở đâu mà tía không biết. Bộ con quên rồi sao? Cuộc đời ở đợi của tía đông tây nam bắc chỗ nào tao cũng đi đến hết. Dạ. Rồi đến năm kháng chiến là tía đi bộ đội của ông cụ Hồ. À. Coi còn sót cái chỗ nào nữa? Dạ. Tía à, tía đi thăm con rồi nhà tía gửi cho ai? Ôi tao gửi nhà cho chú bà quý với năm nhàn coi ít hôm đi dạ, thăm con tía về. Dạ chào bác. Chào chú em. Dạ mời tía. Dạ đâu có sẵn quá vậy con? Dạ nghe mấy đứa nó báo là có tía lên cho nên con kêu thằng Lùng á đi ra chợ mua vài món về cho tía nhâm nhi ra tía. Vậy à? Dạ. Con à, tía quên. Dạ. Có Mộng Thu xuống thăm con nữa đó. Hả? Mộng Thu à? Ừ. Đâu tía? Nó còn ghé chợ mua chút ít đồ nên đi chuyến tàu sau. Dạ con mời tía. Ủa con? Dạ. Ủa còn chú em này làm việc chung với con đây đó hả Hoàng Anh? Dạ đây là Hoài Hận, cận vệ của con. Tánh tình hiền lành dễ thương lắm tía. Vậy à? Con của dì Nam Ngọc ở đầu ấp này đó. Chú em. Dạ. Lại đây ngồi nhâm nhi với bác chơi vui. Làm gì đứng đó? Dạ cảm ơn bác, cháu đứng đây được rồi. Còn có gì đâu ngại cháu. Lại đây ngồi cháu. Dạ cảm ơn bác, cháu đứng đây cũng vui lắm rồi. Chắc có lẽ em con nó ngại đó, cho phép em con nó ngồi chơi đi. Hoài Hận. Dạ. Ngồi chơi đi, tía tôi vui lắm, không lộ phải gì đâu, ngồi đi. Dạ. Anh con cho phép rồi, ngồi tự nhiên ha. Dạ. Có chừng té cho. Đi vô. Dạ. Đàn ông con trai gì mắc cỡ dữ mày. Dạ. Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, dạ cháu còn nhỏ xíu à. Nhỏ xíu là bao nhiêu? Thưa bác, năm nay cháu mới có 26 tuổi à. Mẹ ơi, mày coi đó. Nó nhỏ xíu mà 26 tuổi. Dạ. Cháu nhỏ thiệt rồi cháu. Dạ cháu biết. Mày nhỏ hơn tao. Vợ con gì chưa? Dạ thưa bác, dạ chữa đâu. Thôi từ từ cháu, để năm 70 tuổi lấy vợ cũng vừa. Nói chơi cho vui vậy đừng buồn nghe cháu. Dạ không làm dám. Mất duyên nhỏ hả trơn nghe trời ha. Dạ. Uống đi cháu. Dạ con mời tía. Dạ mời tía. Dạ. Quê dạ, cháu ở miệt dưới này hả, ở vùng trên vậy? Dạ thưa bác, hiện giờ cháu ở ấp này nè bác. Vậy à. Còn hồi trước thì cháu ở Rạch Mà Ca, điền của địa chủ Ngân hồi trước á bác à. Điền của địa chủ Ngân hồi trước. Ây da, không biết cháu ở đó hồi nhỏ tới lớn mà cháu có biết ông Đơn Bính, chú Ba Sao với thím hai vợ của chú Lưng còn ở đó ha, là tía đi đâu cháu ha? Tía. Hoài Hận đây là con của chú Lưng đó tía. Hả? Con nói sao? Cháu đây là con của chú Lưng à? Dạ, con của chú Lưng à. Dạ. Cháu cha cháu là chú Lưng. Con phải mẹ cháu là Hai Minh đó không? Dạ thưa bác, cha cháu tên Luân nhưng đã chết hồi trào Pháp lắm bác. Bác biết chuyện đó. Còn mẹ cháu không phải tên Minh mà tên là Năm Ngọc. Năm Ngọc? Dạ. Lương nào Rạch Mà Ca mà có vợ là Năm Ngọc đâu cả. Hay là à tía à. Tía, tía quen các ông các bà đó nhiều lắm sao? Nhìn tới nhìn lui á, coi chừng mình có bà con đó. Không bà con nhưng mà còn hơn cật ruột nữa con. Dạ. Hồi đó tía ở đợi chủ địa chủ Ngân, tía quen biết hết trơn hết rồi, đâu dạ có sót một người nào. Dạ. Nhưng mà lạ quá, đâu có Lương nào có vợ là Năm Ngọc đâu ha. Hay là ê trời trời đâu. Nãy giờ lo nói chuyện mà quên uống rượu đi. Rồi dạ, uống cha. Dạ con dạ, con dạ, kính dạ mời tía. Uống rồi. Dạ mời dạ bác. Dạ. Nghe bác hỏi tiếp nghe. Dạ. Vậy chứ cháu làm việc ở đây mà cháu có biết là thằng địa chủ Ngân với thằng Tuần Cạo Phương nó còn sống hay là chết cháu ha? Thưa bà, ông Ngân bây giờ là thiếu tá quận trưởng,
Còn ông Phương là ủy viên cảnh sát, cùng làm việc chung đây nè tía. Dạ. Thằng Ngân, thằng Phương ở đây, cô ở đây. Trời ơi, như vậy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Tía, tía, tía sai à? Phải, tía sai rồi con. Tía sai thuộc, sai quán, sai tình, sai nghĩa. Hôm nay tía không uống rượu chắc tía cũng sai con à. À tía, tía. À thôi, tía mệt, tía về phòng riêng con nghỉ. Hết giờ làm việc cái con về dùng cơm với tía nha. Vậy à? Dạ. Thôi cũng được. Quê Hận này. Dạ. Đưa tía tôi về phòng riêng nghỉ nha. Dạ. Tía về trước. Dạ mời bác. À khoan, khoan chú em. Dạ. Cho bác hỏi thăm chút xíu nghe. Dạ. Vậy chứ nhà chú em có ở gần đây không? Dạ thưa bác, nhà cháu gần đây thôi bác. Bác bước ra đây, bác nhìn thấy cây cầu dừa đó. Bác qua khỏi cầu dừa đó thì nhà cháu ở đó đó. Vậy à? Dạ. Thôi được, nếu có rảnh bác sẽ qua thăm mẹ cháu và bà con bên ấy. Dạ cảm ơn bác. Tí về đi. Ờ. Dạ. Con ở làm ha. Dạ dạ dạ. Tí về. Dạ. Mời bác. Trung ơi, nếu mà một lát à đến kiếm tao á, thì mày chỉ tao ở đằng đằng nhà riêng phải không? Ô kìa, mộng thu. Bỏ anh xuống đi, anh thì lúc nào cũng trẻ con không à. Ồ, chẳng phải riêng anh đâu, mà cả những người đứng tuổi đến với tình yêu đều là con trẻ đó em. Anh giỏi lý lượng lắm mà nghe. Sao, có chuyện gì vui không? Hãy kể cho buổi họp mặt này thêm nhiều hưng phấn đi em. Nhiều lắm, thỉnh thoảng rồi em sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ có chuyện em định gặp anh là em nói liền. Chuyện gì nào? Có một chuyện làm cho em bực ghê vậy đó. À. Nhưng mà có một chuyện làm cho em rất thích. Vậy là hai chuyện kéo que nhau à? Không, hai nhưng là một. Hai nhưng mà một. Thôi bà bầu ơi, cái gì cũng liều lượng thôi. Thì em liều lượng đó, chứ em có rau gì đâu. Đây là một chuyện làm cho em rất thích. Anh biết sao không? Sao? Mấy đứa bạn của em á, nó khen em. Hả? Nó khen em? Ừ. Rồi nó chê anh à? Đâu có, nó cũng khen anh nữa. Ờ, nhưng mà nó nói sao? Nó nói là em có phước nè, nên được cặp mắt của người hùng. Quá ha. Nó bảo em có tài chinh phục nè, nên được lòng người đẹp. Riêng em thì em lo sợ không ngang, sợ duyên ta sớm mẹ bàng. Một thu này em sợ gì, chỉ sợ tình yêu không chung thủy. Miếng đừng dối lừa, đừng hờn, đừng ghen mà đừng ích kỷ. Yêu nhau phải chiều nhau từng thanh ý. Hờn dần nhỏ nhen có ích lợi gì đâu. Phải không? Bè bạn khen em, em cũng rất mừng. Nhưng em sợ. Mộng Thu, em sợ điều gì? Anh ơi, em không phải hờn ghen ích kỷ, mà chỉ đắn đo lo sợ cho thuyền kia lạc hướng sai dòng. Mộng Thu, sợ địch thủ nào cướp anh đi, trong khi tình ta còn đầm ấm. Nhưng em chỉ sợ chi hướng bất đồng, rồi gió giông sẽ quét ta lầu mông. Anh là cánh chim vàng còn chập chờn phương hướng, em
thu. Vừa gặp nhau, em nói chuyện yêu đương, chuyện hờn ghen, chuyện bè bạn. Rồi bây giờ em trở sang chuyện Chí Hướng. Ồ, lạ thật, lạ thật. Phải, sự yêu đương cũng gắn liền với Chí Hướng. Nếu Chí Hướng bất đồng thì tình yêu nọ cũng dở tan. Chúng ta yêu nhau hồi còn ngồi chung đã say mộng. Còn nguyên vẹn hay đã lung lay rồi cái lý tưởng bước ra. Mộng Thu ơi, em xét gần mà chẳng nghĩ xa, anh còn con đường nào ngoài con đường đang bước. Đã lỡ dâm thân vào đời binh nghiệp, nếu đã đi thì đi cho đến trọn đời. Lần nào gặp em cũng hờn cũng giận, rồi lằng nhằng ba cái lý tưởng chung chung. Như anh mà lại có em để làm hoa tiêu phương hướng. Ôi, lạ thật, lạ thật. Mà đây là lời nói của em hay là lời nói của ba em, của ông đại tá tình bảo xô gia mị? Mộng Thu ơi, gặp nhau em hãy nói chuyện yêu đương, chuyện bè, chuyện bạn mà anh đây còn thích. Để trên bờ môi còn đọng nụ cười thơ mộng, giây phút gần nhau nghe rung động nhạc ân tình. Đó, anh lại giận em rồi. Thôi, em xin lỗi nha. Em xin lỗi nha Hoàng Anh. Đối với em thì có lỗi phải gì đâu. Sợ anh chợt thương em sầu cô đơn. Kìa, anh giận em hả? Mộng Thu, anh không thích ai làm thầy đời với anh cả. Và ngay những lần ngồi nói chuyện với ba em, anh cảm thấy mình bị ràng buộc. Anh thích tự lập hơn. Và lại càng không thích bỡ đỡ thượng cấp để trên cầu vai mình thêm một cái bông mai vô nghĩa. Khi yêu em, anh không muốn có chữ tội nghiệp được gạch đồng nghĩa với chữ yêu. Và ngay bây giờ, nếu em cảm thấy anh không phải là người yêu lý tưởng thì dứt khoát cũng được. Hoàng Anh. Mộng Thu, cha cháu mới điện cho bác gửi lời thăm cháu. Chào thiếu tá. Cháu cứ tự nhiên. Coi bộ trận mở màn giữa cháu và Hoàng Anh khá gay gắt đấy. Dạ, cháu cũng ráng hết sức mình để... để vui lòng cha cháu. Cố gắng lên, đừng để trái tim bị tình yêu chế ngự. Trận chiến đấu mới này đòi hỏi cháu phải thông minh, cương quyết và bình tĩnh mới nắm trọn vẹn được tình yêu và đánh gục ngã. Biết đến bao
lại. Không phút giây nào mẹ có thể lãng quên. Mẹ cũng gắng công nhưng trên đầu lớp tóc bạc. Gần cuối cuộc đời mà bao tố dân truyền miên, mẹ mong con nhưng con vẫn biền biết tình hồng. Nở nước tù chồng mẹ nguyện trả cho xong. Dần dần anh ơi, em cũng anh lần này rồi để đi vào trận đánh. Một kẻ thù bằng hái giếng đáng hờn cắn. Em thay anh, thay con, quyết một còn một mất, cùng với xóm làng đòi nở máu ngàn năm. Tài, làm gì vậy? Đi vô đây. Chú có làm gì đâu. Đi vô đây. Đi vô đây. Chú muốn cái gì? Chú có đi đâu đó. Nhà người ta cũng con có xin phép tắt đàng hoàng. Chú làm gì mà chú rình mò đó chứ? Tôi đã nói với bà là tôi không có rình, có chứng có ai không, Thôi, chú thôi, thôi, thím Hai, chú Tài, có chuyện gì vậy thím Hai? Tao thấy chú Tài, chú... Là, bà cũng nói hoài à, bây giờ bà muốn cái gì đây? Muốn cái gì? Chuyện gì đó mày? Chú Tài, có cái chuyện gì đâu mày? Mà có mày. Chuyện gì? Có cái chuyện là cái chuyện của bà Hai nè. Bà Hai sao? Bà dám nói tao rình nhà chú em. Chú thử nghĩ xem có cái chuyện này hay không. Nếu tao rình tao sợ gì ai, có cái chuyện gì phải tôi mày hay. Thôi mày ơi, về đi cho rảnh. Nói gì cho dông dài mày. Có lạ gì mày nữa. Ở đây đó, cái đứa nhỏ như vậy nè, nó cũng biết mày hết rồi. Chuyện làm nghề đổi trắng thay đen, mày hại cái xóm này nè, điêu đứng mấy phen mày nhớ không? Nè, mày dám nuôi tao hả Hậu? Mày nhớ đừng có chối nghe không? Bây giờ mày muốn cái gì? Muốn cái gì là nghĩa làm sao? Mày muốn cái gì cũng được. Mày làm gì tao? Mày đứng đánh tao đó à? Mày có chứng à? Chuyện gì mà ôm sòm vậy? Dạ, chào dì Năm. Dạ, chào thím Hai. Ủa, sao có thằng Tài ở đây đó mày? Ra biểu của mày. Dạ, ông Cát gọi em. Mày có nghe là lệnh của đại quý cấm không cho thằng nào léo hánh tới đây, nghe không mày? Dạ thưa ông Cát, dạ em nghe nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Bất tuân hả? Đi về. Dạ thưa ông Cát, dạ em về. Đi về. Dạ xin lỗi dì Năm, xin lỗi thím Hai. Cháu phụ biến trễ cho nên nó làm phiền cô bác. Mong dì Năm thím Hai cũng thông cảm. Dạ không sao, cảm ơn ông phó quận. Chết, ông xã trưởng mà má nói ông phó quận. Dạ gọi cháu bằng cháu được rồi. Dạ lại cháu là xã trưởng. Trách nhiệm của cháu là phải lo an ninh cho xóm làng. Mong dì Hai và thím Năm thông cảm. Dạ xin phép dì cháu về. Về nghe hoài không? Dạ ông xã trưởng về. Khi nào rảnh mời ông xã trưởng đến nhà chơi. Dạ ông xã trưởng về. Mình à, tao thấy coi bộ nó đánh hơi còn dữ rồi đó nghe con. Dạ cháu biết, thím Hai an tâm. Bọn chúng hổm rày tăng cường với mật báo công an kiểm soát ráo riết để ổn định hậu phương, nhằm phục vụ cho cuộc càn lớn của chúng sắp tới. Chà, nó dây ráp dữ quá. Liệu mình có lỗ không con? Thím Hai, thằng Tài để rình nhà cháu cũng có vấn đề rồi thím. Tao lo quá, không biết tình hình sắp tới sẽ ra sao. Má. Cái gì đó con? Má à, có chuyện gì vậy con? Có ông Bảy Thiện, cha của đại quý Hoàng Anh vừa xuống thăm. Một lát nữa ông sẽ đến đây dự đám cúng cơm của ba. Vậy à anh? Dạ. Vậy ông có quen mình không mà đến đây vậy con? Chà, ông này ông rành ở đây lắm. Và nhất là khi ông nghe địa chủ Ngân và Tuần Thảo Phương còn sống và đang làm việc ở vùng này thì... Thì sao hả con? Thì má ơi, con thấy tay ông bỗng rung rung mà buông rơi ly rượu tan vỡ trên bàn. Hãy subscribe.
dường như gặp cảnh hữu duyên đưa ông đến cảnh bất ngờ. Những tháng năm ông đợi chờ mừng vui mà ông nước mắt tuôn tràn, xem ông có vẻ bàng hoàng sau cơn ác mộng hãy hùng, và bây giờ đến phút trùng quang. Phải chăng thù xưa còn được phúc này, thiên cùng gian giấy Phật trời cho người ân năm nay trở về, rủi thêm có qua đời thêm vẫn cười vui. Thêm hai ơi, hy vọng gặp con như chuyện mò kim đáy biển, nhân do gửi mây trách trăng hờn nước, 28 năm mong đợi tóc đã điểm trăng mây trời. Ôi một cảnh đau thương chắc gánh trọn cuộc đời, khi môi trăng khi khuyết khi tròn nước khi rộng khi lớn, mà nỗi niềm riêng sao chẳng chút được vơi. Thời gian ơi sao hững hờ, và cái nghiệp dòng lệ đau thương đã mòn theo hình dấu dần. Má, má đừng buồn nữa má. Hoài Ẩn ơi. Chú Năm. Ông Năm tới má ơi. Ô kìa, chị Hai đi sớm dữ ha. Vậy chứ ai mà cà rề như anh vậy đó. Chú Năm, chú xách cái gì mà lùm tùm đi chú Năm? Có gì đâu, một chai rượu với vài con cá lóc. Tao nhớ thằng Lương hồi nhỏ nó thích ăn cá lóc nướng rơm lắm. À, ảnh như vậy đó chứ con. Công chuyện gấp bách quá, thím Hai và cháu Hoài Ẩn ra ngoài gác để tôi nói chuyện với cháu Minh một chút. Anh nói gọn gàng thôi nghe. Anh có cái tật dài dòng văn tê. Nè Minh à. Dạ. Nổi tiếng của ta vừa cho hay có hai nhân vật xuất hiện ở tại khu vực này, một là Bãi Thiện, hai là Mộng Thu. Nhưng ta chưa nắm được ám hiệu nên không biết ai là người của ta mà cấp trên đã tăng cường. Mộng Thu thì rõ rồi, nó là thiếu úy tình báo viên quân đội. Còn Bảy Thiện là cha ruột của đại úy Hoàng Anh. Vậy cả hai không phải là người của ta sao? Chưa hẳn. Để tìm hiểu thêm, người của trên chi viện cho ta mang mật số 378. Đồng chí này có kinh nghiệm đánh phá ấp chiến lược. Lực lượng nổi tiếng của ta đủ ăn thua rồi. Không thể đơn giản mình tính, còn phải để tính. Chủ thấy đó, địch mới tăng cường về đây một con thiếu úy an ninh quân đội. Con này cũng có kinh nghiệm đánh phá cơ sở nổi tiếng của ta. Nó mới về đây mà đã bắt đầu hoạt động rồi đó. Không khéo cơ sở nổi tiếng của ta sẽ bị lộ hết. Thằng Tài không phải ngang nhiên đến đặt máy ghi âm nhà cháu, mà trong đó có bàn tay của nó đó. Vậy thì mình cho nổi tiếng dứt ngay con thiếu úy ấy đi. Chưa có lợi. Còn nhân vật mà ta đang tìm, theo cháu có thể ông Bãi Thiện, vì theo thơ giới thiệu người mang mật số 378 là thân nhân của đại úy Hoàng Anh. Đây, chú cầm mật hiệu này để liên lạc. Má ơi, bác Bảy tới má ơi. Mời bác Bảy vô đi con. Dạ, mời bác Bảy vô nha. Má ơi, bác Bảy nè má. Má cháu đó bác Bảy. Dạ. Trời, Năm Ngọc là thiếm minh đây sao? Anh Bảy thêm Thiếm Minh. Anh Bảy. Chú Bảy. Anh Năm. Anh Năm. Chú Bảy thêm. Khấn nguyện hồn chú linh thiêng hãy về đây chứng giám cảnh đoàn tụ hôm nay. Một chén nước trong...
cùng em cho trọn niềm chung thủy. Lời chú dặn trả thù cả quê hương đều đứng dậy. Nhưng lỗi phần em chẳng giữ được ấy, còn đây nó sẽ về bên tay mẹ nó, bỏ nỗi ngóng trong cuộc đời quanh quẻ con mẹ bên nhau mà sang sẽ bao tình. Anh Bay, như vậy có nghĩa là nó vẫn còn nguyên vẹn dốc hình. Cái đêm ấy theo lệnh của điền chủ bắt đứa trẻ đi rồi lẻn phi tan. Trời ơi, từng tiếng tu hoa nó khóc, bỗng lòng tôi xáo động mà rời xa chân tay. Gió gào sấm giật tức tỉnh lòng nhân. Chim ơi, tôi nỡ nào sát hại một hài nhi công điều tội lỗi. Trời ơi, con tôi nó còn sống đây sao? Sợ thật hay là tôi đang giấc chiêm bao? Còn gì vui sướng nào? Nặng lòng thương thương ngày ngày dắp mặt mà thím đây chẳng tấn tường. Mẹ mai đời dấu biển để cho tình mẫu tính đôi đường. Cuộc sống của vợ chồng tôi từ đời tu nợ vẫn áo suốt đời sẽ xóa nổi. Nỗi đau ấy là nỗi lòng tôi tan nát. Thêm công sanh còn tôi đây thì dày cống dưỡng cánh gà trống nuôi con. Chích máu tươi tay dòng sữa mẹ, thời gian trôi ngắm dưới tình con. Hồi tháng năm trôi qua là mặt của tôi không còn nỗi khóc cùng cuộc đời của thím. Bởi mẹ cha tôi cũng bị thằng Tây chủ điền độc các đọa đài cho đến chết. Phải gửi nắm xương tàn trong rừng thẳm cao su. Tôi đã bơ vơ núi căm thù từ đó, lên núi lên rừng học võ giữ tân để trả thù cho cha. Những chế độ ngày xưa nhận chìm bao ước vọng, chung biến tôi trở thành tôi tớ dài đó mai đây. Cũng nhờ tiếng cúc trẻ thơ tôi mới tỉnh hồi kiếp sống. Vậy ba nén nhang tôi thành tâm vọng bái hồn chú linh thiêng cùng tôi đi trả món thăm thù. Khang Chiên nổ bùng,
tôi dắt nó vào chiến khu gửi cho bà con, còn tối thì đi vào bộ đội. Thằng thấy thua, tôi có dịp trở về làng nướng nấu và tiếp tục nuôi dưỡng cho nó học hành nó thêm mà. Ôi, câu chuyện của nó còn dài dòng lắm. Nếu có rảnh nó tôi kể cho thím nghe 5-7 bữa chưa hết câu chuyện của nó nữa thím mà. Chú Bảy à? Dạ. Hồi cứu thằng nhỏ, nghe nói chú bị thương nặng lắm phải không chú Bảy? Dạ thưa phải, vết thương nặng lắm anh. Tưởng chừng như em vượt qua không nổi, nhưng cũng may trời không nỡ phụ lòng người ngay. Mỗi khi nhìn thấy vết thương, nó nhắc nhở em phải sống cách nào cho xứng đáng lời nguyền của chú Luân đó anh à. À, bây giờ thằng nhỏ nó ở đâu rồi chú Bảy? Hiện giờ nó là đại quý Hoàng Anh đó. Hả? Má, anh con là Hoàng Anh má ơi. Minh ơi. Trời ơi. Má, má. Thiên Minh, xin lỗi Thiên Minh, tôi vô tình, nhưng xin thím an tâm. Tôi tin tưởng rằng cây lành lúc nào cũng xanh trái ngọt mà thím. Ôi, câu chuyện còn dài dòng lắm nghe. Thôi bữa nào rảnh kể tiếp cho nghe. À bây giờ tôi xin hỏi anh Năm chuyện nghe Năm. Gì đó chú Bảy? Xin lỗi anh, anh ở đây mà anh có biết nhà Ngọc Châu đâu không? Hả? Bộ chú quen với Ngọc Châu à? Dạ không, tôi có anh bạn thân lắm, anh Bảo Phương đó. Anh gửi tôi cái địa chỉ để tìm nhà Ngọc Châu, tìm mãi mà tôi không thấy. Anh biết anh chỉ hộ dùm. Đâu, chú Bảy đưa địa chỉ đây coi. Số nhà 378. 3 7. Ờ, ở gần đây thôi chú Bảy. Để tôi đưa chú Bảy đi đẳng nha. Khoan anh. Anh đứng đợi em chút xíu nha. Thiên Minh à. Dạ. Trước khi lo con chuyện, tôi có thắc mắc một điều. Không dấu nào cần thím cho tôi biết nghe không? Xin lỗi thím vậy chứ cháu Hoài Hận đây là, nó là con ruột của thím hay là con nuôi vậy thím? Dạ, nó là con của một người bạn kháng chiến. Cha mẹ nó cùng hy sinh trong một cuộc càn lớn của giặc Pháp đó anh. Cha mẹ nó đã hy sinh trong cuộc càn của giặc Pháp. Trời ơi, tội nghiệp nó biết chừng nào. Thì ra là thím chú Bảy. Dạ. Từ ngày thằng Luân chết đến bây giờ, nó vẫn ở vậy đó. Ôi, thật là cao quý. Quả đất nước này là quê hương của những tấm lòng chung thủy mà. Thôi xin phép thím lo công chuyện chút xíu nha. Thôi đi anh. Dạ, đi chú Bảy. Dạ. Lính đất trình đồn kéo xuống đông lắm coi. Có cả thằng đại quý Hoàng Anh nữa. Thím hai, cháu có thể bị bắt. Trời, rồi sao con? Mọi việc cháu đã chuẩn bị sẵn rồi, thím chỉ cần báo cho đồng chí để thống nhất giờ hành động. Cháu yên tâm, thím sẽ lo chu đáo. Nè, Linh Thơi. Hoài Hận. Dạ. Con hãy chạy cho bác Bảy thép hay đi. Bác Bảy đâu ha? Dạ, con đi. Tất cả trong nhà đứng yên. Đại quý tôi nghe. Tài. Dạ. Bà Minh là bà Năm Ngọc à? Dạ đúng vậy. Dạ thưa đại quý, bà Năm Ngọc này là một tên Việt Cộng nằm vùng cỡ bự. Được, đi đi. Dạ. Tất cả dừng đi. Kìa, tía. Sao có mặt tía đây nữa tía? Chú cảm phiền lui ra phía ngoài trong chốc lát, để tôi nói chuyện với Hoàng Anh xong rồi các chú hay vào. Xin các chú an tâm, bà này không trốn khỏi nơi đây đâu. Thưa đại quý. Được. Tất cả. Được. Theo tôi. Tía, thế này là thế nào tía? Hoàng Anh con. Dạ. Từ ngày con đi lính quốc gia cho đến bây giờ, tía chưa bao giờ thấy con bắt trung Việt Cộng. Nhưng lần này
con nó bắt trúng Việt Cộng rồi đó. Người Việt Cộng nặng gánh quê hương, chém ruột bầm gan đi thù xưa chưa trả được. Thương khóc một đứa con lạc loài nơi xứ lạ, gần trọn cuộc đời không có một ngày vui. Người mà tỉa kệ cho con nghe, người trống chuyện kệ, và người Việt Cộng này là... Là ai tía? Là mẹ ruột của con đó. À, trời ơi, mẹ con đại quý, mẹ, trời ơi, sao mẹ lại gọi con bằng đại quý? Ơi tiếng gọi nghe xa vời, chim anh ơi, chim cơ hờn trách tôi đi, vì kẻ thay chim nuôi con mà không biết dạy. Mẹ ơi, con gian mẹ mở rộng vòng tay đón con về trong tình thương mẫu tờ, để con được nghe tiếng nói êm đềm và lời ru ngọt ngào trong giấc ngủ mà suốt 28 năm qua con thầm mơ trong tuyệt vọng đau buồn. Hoàng Anh con, xin khóc nữa đi cho dòng lệ ấy cạn. Có phải dòng lệ mà 28 năm mẹ chờ mẹ đợi, đợi con về khóc buổi trùng quang. Trời ơi, 28 năm một chặng thời gian, nhuộm đau khổ tóc mẹ thành mây trắng. Con thì bơ vơ lạc loài nơi xứ lạ, biết tìm mẹ nơi đâu trong gió thảm sầu. Hoàng Anh con, chỉ hưởng sống đến ngày hôm nay, giờ đây ân oán tùy con quyết định. Ơi Hoàng Anh, tiếng gọi ấy như còn trong giấc mộng, nhưng dòng bão đã đến rồi, sắp sẵn phút biệt ly. Trời ơi, nghe hai tiếng biệt ly làm nghẹn cả đời. Mẹ ơi, con sợ bơ vơ khi mùa thu thay sắc lá, sợ tiếng con nhạc sành căng rỡ lúc hoàng hôn. Không, không có mãnh lực nào dù là bạo ác làm nát thân con cũng không thể gọi biệt ly, vì đau thương oán hờn đã trở thành núi đá của những cuộc đời quen chịu đắng cay. Mẹ, Hoàng Anh con. Mẹ. Hoàng Anh con, thời gian không còn kịp nữa. Tía, con phải làm gì bây giờ tía? Hoàng Anh, con hãy bắt mẹ đi. Mẹ, trời ơi, sao mẹ nói vậy? Dù nạt thân con cũng quyết bảo vệ mẹ đến cùng. Thi hành lệnh đi con. Tía. Các chú lên đâu? Dạ. Xin các chú cứ thi hành phận sự. Thưa đại quý. Tài. Yeah. Trói bạn này lại. Mày đâu? Dạ. Dẫn đi. Dạ. Trời ơi,
Bác Bảy ơi, mẹ cháu, bác Bảy ơi. Mẹ bình cháu. Bình tĩnh cháu. Bác Bảy. Tình thế thế này, ta phải đành tính vậy thôi cháu. Trời ơi mẹ ơi. Bảy thép quả là một con cáo già. Còn Hoàng Anh cũng chẳng phải là con cừu non như lời thiếu tá Ngân tưởng tượng. Mẹ Lý Thần mầu nhiệm của ông ta đã bị rách tung vì đụng phải những viên đá ngầm dưới lòng biển. Ông Ngân có vẻ là một địa chủ vườn bí bo hơn là một thiếu tá tình báo. Bắt bà Hai Minh, ông Ngân đã đòi gián, nên hiệp thứ hai này tới phiên tôi. Bà chưa phải là đối thủ của bà già chồng đáng sợ đó đâu. Ông hãy xem đây. Bọn Việt Cộng sẽ ngã gục trước mũi súng của tôi. Bắn rớt một cành hoa thì rất dễ. Chờ. Dạ chào bà. Dạ chào ông Cát. Mời anh ngồi. Dạ. Anh mà còn đủ tư cách đi ngồi hay sao? Anh có biết tại sao làm việc cẩu thả như vậy hay không? Dạ. Anh chỉ biết giả chứ không biết trả lời hay sao? Dạ. Dạ lộ rồi. Bị lộ à? Vậy chứ ông Cát không sinh hoạt sự quan trọng cho ông sao? Dạ có. Thế nào? Dạ. Anh chỉ biết giả giả với thưa, biết cuối và biết mộp. Anh có biết việc làm ngu xuẩn của anh đã lỡ việc tốt này hay không? Dạ thưa cô, dạ biết nhưng mà... Đi ngồi tu. Ông Cát, ông hãy lấy giấy chứng nhận lại. Còn vậy đâu? Dạ. Tổng giám. Đi mày. Dạ ông Cát. Đi. Dạ, em xin lỗi Trung Nguyên. Đi vô. Dạ. Ông Cát, tôi đã bảo với ông, cái đám lộ bất tài đó ông hãy tẩy chay nó hết đi. Đây, ông hãy xem các bản tường trình mật báo viên của tôi. Đó, ông thấy đủ bằng chứng hay chưa? Cơ sở Việt Cộng ở đây mạnh lắm. Tiên hạ thủ Di Cường, ta phải xuống tay trước. Ta phải xuống tay trước. Ông Cát, ông hãy cho người giải bà Hai Minh về chi khu cho tôi. Bà có xin ý kiến của thiếu tá chưa? Không cần. Để làm gì mà gấp quá vậy? Để bọn Bảy Thép và Hoàng Anh cùng đám Việt Cộng nằm dùng ở đây sẽ điên lên vì không lường được. Còn đại quý Hoàng Anh, tiểu đoàn trưởng? Tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã đề nghị với cấp trên rồi. Ông đại quý của ông sẽ được đi nghỉ mát ở Đà Lạt ít lâu. Luôn tiện, ta sẽ thanh toán luôn thằng cha già Bảy Thép, nhổ sạch gốc rễ bọn Việt Cộng ở đây. Giải bà Minh đi ngay bây giờ. Ngay bây giờ, bằng cano. Đi cho thật nhanh. Nè, nhớ ai có hỏi, bảo lệnh của tôi. Rõ. Có chuyện gì rắc rối lắm không Mộng Thu? Dạ thưa không bác à. Mẹ lưới bắt bà Hải Minh của bác hoàn toàn thất bại. Bác tính Bảy Thép sẽ tiết lộ bà Minh là mẹ ruột của nó, cho nên nó không bắt. Lấy cớ này ta tống giam về tội thông đồng với Việt Cộng. Nhưng tất cả đều ngược lại. Vấn đề đáng lo là sau đó Hoàng Anh sẽ ra lệnh cho toàn tiểu đoàn đặt trong tình trạng báo động. Bảy Thép Hoàng Anh ta cũng cần xem xét lại. Dạ, cháu mới ra lệnh cho giải bà Hai Minh về chi khu. Trời ơi, chết rồi. Cháu làm hỏng ngoại việc rồi. Thế ta sợ thằng nhóc đó. Hoàng Anh sẽ ra lệnh nổ súng bất cứ lúc nào khi đã cảm thấy nguy cơ. Chết, bây giờ lỡ rồi tính sao đi bác? Lỡ rồi. Cháu cứ tiếp tục căng thẳng với Hoàng Anh, bác thì soi dịu mai ra còn hy vọng. Thi hành chính sách mềm dẻo duy trì lỗ căng lúc này được, phút nào hay phút ấy. Đây, toàn bộ công việc bác giao lại cho cháu. Bác đi dàn xếp vấn đề mẹ Hoàng Anh, không khéo sẽ có cuộc chạm súng đấy. Ráng cố gắng lên đứa cháu cưng của bác. Ô, kìa, Mộng Thu, sao em lại đứng thẫn thờ ở đây? Ông nên lễ độ đối với tôi. Rắc rối nữa rồi. Anh kia, đi ra ngoài chơi. Lại có chuyện nữa. Hôm nay tôi muốn nói với ông bằng tư cách khác. Tư cách nào cũng được miễn... Miễn đừng lố lăng. Lê Thị Mộng Thu, thiếu úy an ninh quân đội, đặc phái viên cục tình báo. Ồ, hạnh phúc lại đến với anh rồi đấy. Chưa hẳn.
bộ cái đó còn tùy ở ông. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm việc. Em nói gì làm gì? Dạ. Dạ, thái độ lạnh lùng quá phải không anh? Thật khó hiểu. Làm sao? Làm sao không hiểu nổi tôi? Chính tôi, có lúc tôi còn không hiểu nổi tôi. Là vì chúng ta có những điều xa lạ, như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Tại vì đâu có vấn đề ngược nghiến lại, hay là tại môn thu sắp nghiêng bước sang ngang. Thôi, tôi không nói lòng vòng, tôi xin báo thẳng với ông. Sáng mai này ông sẽ rời khỏi nơi đây. Sao? Tôi đã điện với cấp trên, xin duyên máy bay đặc biệt đưa ông về Cần Thơ, ông khỏi phải ghé Cà Mau. Chuyện ngay thế nào thưa bà Mộng Thu, tôi bị cách chức rồi. Ồ, thật là lạ lùng chưa. Nhưng mà công điện đâu? Công điện đâu, bà hãy đưa cho tôi xem. Ông khỏi phải xem, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cầm giấy này, và ông đừng hỏi gì hơn. Nếu có băn khoăn, xin hãy hỏi dùng vòng chiến thuật, sẽ giải thích cho ông. Không có việc gì phải bực, chỉ có điều là ông có thi hành hay không. Nhưng tôi muốn hiểu, tại vì sao tôi phải đổi đi một cách đột ngột như thế này? Ông muốn hiểu à? Dễ dàng thôi, vì ông là người yêu của tôi. Tôi không muốn ông ở những vùng xa xôi hẻo lánh đầy chết chóc như thế này. Đơn giản quá, đơn giản quá, khó mà tôi chấp nhận. Vì chính tôi cũng muốn sống những vùng hẻo hóc xa xôi như thế này. Theo tôi nghĩ, đây là một điều kiện rất tốt cho sĩ quan. Đó là cái lý của ông. Còn việc đưa ông về dùng bốn chiến thuật, đó là cái lý của tôi, mà đã được cấp trên chấp thuận. Và cái đi đột ngột của ông sẽ còn nhiều lý do quan trọng khác. Lý do quan trọng khác? Chánh trị à? Tôi chưa dám kết luận. Nếu có vấn đề chánh trị là tôi không đi. Ông không đi cũng không được. Tôi là đơn vị đặc biệt của dùng bốn chiến thuật, chỉ có tư lệnh mới điều động tôi, ngoài ra không ai có quyền. Lệnh đây, chỉ huy cuộc hành quân sắp tới, tôi sẽ thay ông. Trong những ngày chờ đợi, ông thiếu tá Ngân quận trưởng sẽ kiêm luôn chức tiểu đoàn trưởng. Ông thấy sao? Sáng mai mấy giờ? 6:15. Trước khi đi ông có đặt điều kiện gì hay không? Không. Ông không cần liên quan à? Nếu có do tôi quyết định. Dĩ nhiên. Ông định mời ai? Ai có mặt là do thành phần tôi chọn. Mấy giờ? 7 giờ đêm nay, cũng tại chỗ này. 7 giờ à? Anh, nãy giờ mình làm việc căng quá phải không anh? Ồ, có gì là căng đâu. Bởi vì bà là sĩ quan an ninh quân đội, có thế lực với cấp trên, thì muốn giả rồng giả rắn gì tôi cũng nghe. Nhưng em là vợ chưa cưới của anh mà. Ồ, tôi quá ngán ngẩm lắm rồi. Dạ thưa bà, thiếu tá cần gặp bà trên chi khu để bàn chuyện gấp. Tôi lên liền. Dạ. Đừng buồn em nhé anh. Nhậu đi chú Bảy, nhậu thêm nữa đi chú. Dạ. Bữa nay không có ông Phương cũng kém vui. Nè, đừng có e dè gì hết. Coi như là anh em 28 năm chú ở trong điền tôi vậy. Dạ, cảm ơn thiếu tá. Thiếu tá cho phép, xin mời thiếu tá nâng cốc. Chú Bảy à? Dạ. Tên Bảy Thép hay quá rồi, sao đổi là Bảy Thiện? Dạ thì hồi đó mình còn trẻ, mình tính đặt cái tên Bảy Thép cho nó mạnh, nó quay vậy mà. Nào ngờ nó quá yếu. Thôi, bây giờ lớn tuổi rồi, đổi lại cái tên Bảy Thiện để nhắc nhở cho mình tu nhân tích đức vậy mà. Ừ, chứ không phải sửa tên để đổi dùng sao? Ê cha cha, thiếu tá nói về thiếu tá giết tôi rồi. Ừ, không không,
Lâu lâu gặp nói chơi cho nó vui vậy mà. Chứ sợ bị giết á thì sợ ông. Vì ông còn thằng con nuôi làm đại quý. Ờ mà chú Bảy. Dạ. Chú có nói là tôi với ông Phương giết cha nó không? Câu chuyện thương tâm đó, thế là thực chú con nghe nhiều lần, nghe cặn kẽ. Hoàng Ảnh con, bây giờ con đã lớn khôn rồi. Ân oán tùy con quyết định. Ân oán. Tía đây vì con gần trọn cuộc đời, còn lại những ngày cuối, tía sẽ giúp cho con trả thù cho cha con và đền ơn nước. Làm được không con? Con hứa đi. Con hứa đi. Tía. Tía. Con đã hứa với tía rồi. Tía chọn con đường cho con. Con đường của tía đang đi. Tía. Tía là cách mạng à. Người cách mạng phải có sự hy sinh vô tận như vậy hả tía? Tía! Mà ta đã hợp đồng với tía ta rồi. 7 giờ đêm mai, 7 giờ đêm mai, ân đền quán trả, nợ nước thù nhà. Mà không được. 6 giờ sáng ngày mai ta lại lên đường. Ôi thời gian sao cay nghiệt quá. Không, không chờ 7 giờ đêm mai, mà ta sẽ bắn vỡ sọ kẻ thù của ta trong đêm nay. Trời ơi, nhưng còn mẹ ta, còn em ta, những người thân làng xóm rồi họ sẽ ra sao? Mộng Thu, Nâng, Phương, phải giết hết chúng mày. Phải giết hết chúng mày. Tía. Tía ơi, tía đi đâu? Con đang trông tía từng phút từng giờ. Tía là ánh sáng. Tía hãy cứu con. Tía cứu con. Tía. Dạ, báo cáo đại quý, mẹ tôi đã bị giải đi. Đại quý, mẹ tôi giờ này đại quý tính sao? Đại quý ơi, dẫu không dưỡng không nuôi nhưng cũng 9 tháng cưu mang quyết nhục tình thâm sanh thành nặng nhọc. Còn tôi và đại quý cũng máu xương thủ túc nghĩa đệ huynh. Hồi chưa biết anh em nguyện hy sinh thay anh trả thù cha ngày trước, nhưng hoàn cảnh trái ngang làm tan mộng ước em bị bắt vào làm lính nên nhẫn nại chờ đợi thời cơ mà trả oán cho mình. Nhưng trời ơi, hoài bão sắp tan theo giọt nước khi vô tình. Thôi anh ơi, xuống đây anh hạ sát em đi, chứ em không thể nào nhìn mẹ bị cực hình tra tấn y thảm thương. Mẹ ơi, suốt cuộc đời mẹ sau ngắn lệ chẳng khô, lúc khóc đi chồng dưới mồ quang đất lạnh, và thương khóc cho đứa con thơ bất hạnh sớm chịu mồ côi, sống chết ra sao mà điền biết đi không về. Hoài con chưa trả được mẹ ơi, nay gặp anh đã rõ sự tình, rõ điều oan khúc, rõ lúc đắng cay, nhưng ngược dòng cảnh ngộ lá lai. Trời ơi, cừu nhân mà anh đi chung sống
lấy quan làm thân anh ơi, anh đã xa lánh tình quyết thống, sống làm chi mà thù cha không trả được thì thôi. Mẹ ơi giờ đây con nguyện sẽ hy sinh để trả thù cha và giải cứu mẹ hiền. Tôi sẽ hy sinh để trả thù cha và cứu mẹ. Tôi không cần ai cả. Tôi không cần ai cả. Tôi đi đây. Tôi đi. Khoan hoài hận em ơi, em đây là kẻ có trái tim chứ nào phải đâu là loại ký sinh trùng nhớ bần. Em hãy thương anh, thương cho một tâm hồn lạc lõng đang chơi dơ giữa biển đời xuôi ngược. Thương mẹ nhớ cha xót xa cho số phận mà thốt chẳng nên lời. Càng nhớ càng thương càng hận cho đời, hận cái chết của cha xót xa cho đời của mẹ. Thù này chưa trả sao dám ngẩn mặt nhìn ai. Em ơi hoàn cảnh khó trở xoay, hiện giờ lòng anh đang dày bao. Kỷ niệm xưa những thước phim đầy máu cứ hiện về đây như mới hôm nào. Hoàng Anh, Hoàng Anh, rồi giờ này anh tính sao đây? Anh tính sao đây? Hoài Hận, trời ơi em còn hỏi anh phải tính sao, làm cho lòng anh thêm tan nát. Hoài Hận, khi nào đầu óc anh như loài gỗ mục vô tri, thì thù nhà anh quên không ân hận. Anh còn đủ trí không? Còn đủ trí không thì dù nát thân anh cũng. Hoài Hận, Hoài Hận ơi, em có hiểu cho lòng anh không? Hoàng Anh ơi, Hoài Hận em ơi, chính anh đây là giọt máu hoàng cừu. Cha anh sẽ vui cười nơi chính suối, cho mẹ hết cảnh nào. Cho buổi đoàn viên quỳ trước mộ, cho giọt máu thù ấy nhuộm tay anh. Hoàng Anh, Hoàng Anh, em, anh ơi, bây giờ mình phải tính sao? Vì thiếu tá giải mẹ đi bằng cano đó anh. Hả? Giải đi bằng cano à? Phải, mau lên đi anh ơi, mau lên đi. Hoàng Anh, dạ. Em cầm giấy này và lấy chiếc cao tốc 308 đuổi theo giữ mẹ lại. Dạ em hiểu. Thôi em đi. Đi. Dạ. Kìa tía. Con. Con vừa cho người đi. Tía hay rồi, nhưng mà chờ cấp lãnh đạo đã. Khó khăn là cái chỗ hợp đồng đó. Tía, 7 giờ đêm nay con hành động. Đừng nóng mà không mọi việc. Nếu kế hoạch thành công, ám hiệu tía cho con biết là thích cây. Thích cây. Tía, nếu hợp đồng không được thì sao? Chờ cấp lãnh đạo có kế hoạch mới. Nhớ kiên nhẫn, chờ đợi. Ám hiệu thịt cây. Dạ. Ám hiệu thịt chó. À, thịt cây. Thịt cây. Tại sao? Tại sao ông ra lệnh thả bà Hai Minh? Nhưng tại sao? Tại sao ai có quyền ra lệnh giải bà Nam Ngọc? Tôi. Bà nhục mạ tôi đến thế à? Tôi báo cho bà biết, tôi còn thẩm quyền ở đây cho đến 6 giờ sáng mai. Khi nào tôi rời khỏi cái chỗ này, nè, tùy bà. Được, tôi chiều anh. Không, tôi không cần bà chiều tôi. Chào đại quý, chào mộng thu thần mến. Chào thiếu tá. Dạ bấm. Bác hay rồi. Cháu ra lệnh giải bà Hai Minh mà không trình lệnh đại quý là một việc làm vô chánh thụ. Xin lỗi đại quý, Mộng Thu nó còn nông nổi lắm. Thôi, hai vị đừng giận nhau mà mất hạnh phúc.
Ý kiến thả bà Hai Minh tôi đã chấp thuận rồi. Cảm ơn thiếu tá. Mộng Thu, cháu đi với bác sau các lại tính việc nhé. Dạ. Thiếu quý tình báo, xin chào đại quý. Có gì đâu mà cháu buồn. Cháu tức là bị ông ta sỉ nhục. Mộng Thu, nhượng một bước ta sẽ tiến thêm nhiều bước. Cố gắng vui lên, đừng để cho Hoàng Anh ngờ giúp. Chuyện gì bác cũng đè ép cháu cả. Mộng Thu, vì những người đó là những người thân của đại quý Hoàng Anh. Hơn nữa, ông ta đã hiểu lý lịch và sự thật đau lòng của cuộc đời cha mẹ ông ta. Ông ta đang hằn học về chuyến đi đột ngột này. Nhưng vấn đề quan trọng là tiểu đoàn còn nằm trong tay của ông ta. Không khéo thì sẽ có cuộc thanh toán đẫm máu đấy. Cảm ơn thiếu tá. Cháu đã học được sự lừa dối của cái nghề tình báo này ở thiếu tá. Mộng Thu, buổi liên quan hôm nay cháu chọn một chỗ ngồi hết sức là có lợi. Có thể bác không đến nha. Rõ. Khoan, xin lỗi, hai cô là ai? Cuộc liên quan hôm nay ai cho phép hai cô mang súng vào đây? Ông Phương, nên lịch sự một chút. À dạ, xin lỗi người đẹp. Đến giờ này mà sao chưa thấy đại quý đến cả? Đại quý tôi. Ô kìa, đại quý đến. Dạ, xin mời ông vào. Kìa, anh, tại sao anh tới trễ quá vậy? Nãy giờ em sốt ruột quá, anh có sao không? Khỏe thôi, tía tôi chưa đến à? Hả? Bộ anh có mời tía nữa à? Ồ, buổi liên quan hôm nay vắng mặt ông đâu được. Ồ, xin mời tất cả vào bà. Khoan, hai cô này ai mời? Dạ, em, hai đứa đi hầu rượu. Tự lực thôi, hai cô, cảm phiền. Ông xã của tôi hôm nay khó khăn quá. Thôi được rồi, hai em mới vào phòng chờ chị. Thiếu tá tới. Chào thiếu tá. Xin chào thiếu tá. Chào các ông. Tôi đến đây có lẽ bất ngờ vì không báo trước. Sự có mặt của tôi là muốn được tiễn một người hùng trong bữa tiệc đơn giản này mà không báo trước. Xin cảm ơn thiếu tá. Dạ, mời thiếu tá vào bàn. Hoàng Anh ơi, có thịt cầy rồi nghe không? Hả? Thịt cầy, thịt cây, thịt cây, thịt cây, thịt cây. Thưa thiếu tá, xin phép thiếu tá cho phép tôi được quyền điều khiển cuộc liên quan hôm nay. Đại quý cứ tự nhiên. Xin cảm ơn thiếu tá. Anh Năm ơi, đem đầu con cầy lên nghe. Đầu con cày. Hoàng Anh ơi, đầu con cày nghe mỗi người thưởng liền 3 cốc nghe không? Đầu con cày mỗi người thưởng liền 3 cốc. Để mở màn, mỗi người chúng ta dập một quả thôi. Thôi. Anh hãy tiếp em với. Mộng Thu, anh không thể tiếp em vì hôm nay gió dòng sẽ quét tan lầu Mộng. Mới có một hiệp đầu mà hai ông bà định rút lui rồi đấy. Ngồi thêm một chớp nữa để đưa đôi biên cương này về phòng cho sớm. Khoan, tôi có ý ngầm bữa tiệc hôm nay sẽ tặng cho đại quý một vật gì để làm kỷ niệm. Cứ suy nghĩ mãi chưa có thứ nào hơn khẩu súng này. Thôi thì tặng ông ấy. Tôi mong một viên đạn trong khẩu súng là một nấc thang để đưa đại quý nước bơ tột đỉnh của cuộc đời. Xin cảm ơn thiếu tá. Và nếu không có gì khó khăn lắm, tôi xin được giữ khẩu súng của đại quý để nhớ kỳ tích của một người hùng. Được chứ? Dạ, xin cảm ơn thiếu tá. Tất cả chúng ta nâng cốc chúc mừng thiếu tá. Chúc mừng. Hoàng, em xin vắng mặt một chút. Mộng Thu, buổi liên quan hôm nay vắng mặt em là mất phần quan trọng đấy. Đúng. Em đem quà biếu cho anh. Quà gì đâu? Chắc anh sẽ thú vị trong bữa tiệc này lắm. Quà gì? Bí mật mà ông xã. Bí mật liền.
Kính thưa quý vị, người Mỹ có dạy chúng ta rằng nếu muốn cho kẻ thù có một cái chết đau đớn quằn quại lâu dài, ta chỉ cần dùng một viên đạn nhỏ, một viên đạn nhỏ để bắn vào bụng nó, có đúng không? Đại quý bắn một viên mà kẻ thù chết, coi như là mình đã ban phước cho kẻ thù rồi đó. Và bây giờ xin mời quý vị xem, tôi sẽ bắn kẻ thù chết một cái chết đau đớn đây. Khoan, Hoàng Anh, con không nghe lời thiếu tá căn dặn hay sao? Một viên đạn trong khẩu súng này là một nấc thang của cuộc đời đó, con quên rồi sao? Xin cảm ơn tí nhắc giùm con. Và bây giờ xin mời quý vị xem, tôi sẽ bắn kẻ thù chết một cái chết đau đớn đây. Hoàng Anh, tao lừa mày, mày cũng lừa tao. Còn đây là phát thứ hai. Giờ khởi nghĩa bắt đầu, ai về vị trí này? Hỡi anh em binh sĩ, tôi, tiểu đoàn trưởng, ra lệnh anh em buông súng đầu hàng quân giải phóng. Hỡi anh em binh sĩ! Hoàng Anh, đứng lại, tôi sẽ bắn nát tim anh. Ta sẽ gửi lên trời những viên đạn chúng bay cho là chết hướng. Nay mới được một lần gọi trọn bằng mẹ. Đừng khóc con. Mẹ là cộng sản à? Phải. Mẹ. Mẹ. Đứa nhỏ không tên, 28 năm nay mới được một lần gọi trọn bằng mẹ. Đừng khóc con. Mẹ là cộng sản à? Phải. Mẹ.